Phẩm 11, tập 12 kệ. 64 La Mã, Ubalavana. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Savatthi, con gái của vị trưởng kho bạc. Vì da của nàng màu tim của sen xanh, nàng được gọi là Ubalavana. Khi nàng đến tuổi trưởng thành, vua và thường dân giành nhau đến cưới nàng. Vị trưởng kho bạc không thể làm cho mọi người bằng lòng, nghĩ đến một kế để giải quyết. Ông cho gọi Ubalavana và yêu cầu nàng xuất gia. Dập vì căn cơ đã thuần thục, nàng nhận lời ngay và được đưa đến tịnh xá Tỳ Kheo Ni để xuất gia. Sau một thời gian, khi nàng phụ trách công việc dọn dẹp phòng làm lễ Bồ Tát, nàng thắp ngọn đèn quét phòng, rồi lấy ngọn đèn làm tướng để thiền quán. Không bao lâu, nàng chứng được quả A-la-hán, nàng trở thành vị thần thông đệ nhất. Và bậc đạo sư ngồi giữa đại chúng ở Jetavana ấn chứng cho nàng là thần thông đệ nhất. Nàng suy tư trên quả an lạc của thiền và thánh quả, nói lên một số bài kệ. Đây là những lời thốt ra tà miệng một bà mẹ trở thành tình địch với con gái của mình. Đối với một người mà sau này trở thành vị tỳ kheo, tên là vị tỳ kheo ở trên bờ sông Hằng. Những bài kệ này nói lên sự nguy hiểm, sự hạ liệt và sự quế nhiễm của các dục. Kệ 224. Hai mẹ và con gái, chúng tôi sống một chồng. Lời nàng đã nói lên làm ta xúc động mạnh. Cảnh ngộ thật hy hữu, làm tóc lông dựng ngược. Kệ 225. Đáng ngán thay các dục, bất tịnh hôi nhiều gai. Ở đây mẹ, con gái, chúng tôi lấy một chồng. Kệ 226. Thấy nguy hiểm trong dục, diễn ly an ổn vững. Nàng xuất gia dương xá, bỏ nhà, sống không nhà. Sung sướng, nàng nói lên quả chứng của mình. Kệ 227. Ta biết các đời trước, thiên nhãn được thanh tịnh, trí biết được tâm người, nhĩ giới được trong sạch. Kệ 228. Ta chứng được thần thông, lậu tận ta đạt được. Ta chứng sáu thắng trí, lời Phật dạy làm xong. Nàng hiện lên một thần thông với sự chấp thuận của bậc đạo sư và ghi như sau. Kệ 229. Do hiện quá thần thông, ta đến xe bốn ngựa, ta đảnh lễ chân Phật, thế giới vũ, quang vinh. Nàng bị ác ma đến quấy phá tại rừng cây Sala và trách móc ác ma. Ác ma, kệ 230. Nàng đi đến gốc cây, đang nở hoa tuyệt đẹp. Nàng đến đứng một mình, dưới gốc cây có hoa. Nàng đến chỉ một mình, này kẻ dại khờ kia, sao nàng lại không sợ, có kẻ cám dỗ nàng. Nàng, kệ 231. Trăm ngàn người cám dỗ, có đến đây như ngươi, mảy lông ta không động, ta không gì hoảng hốt. Ác ma làm gì ta, khi ngươi đến một mình. Kệ 232. Ta có thể biến mất, hay vào bụng nhà ngươi, ta đứng giữa hàng mi, ngươi không thấy ta đứng. Kệ 233. Với tâm khéo nhiếp phục, thần túc khéo tu trì, sáu thắng trí ta chứng, lời Phật dạy làm xong. Kệ 234. Các dục giống cương giáo, chém nát các quẩn ta. Những dục mà ngươi gọi là lạc thú cuộc đời, ngày nay dục lạc ấy với ta không hấp dẫn. Kệ 235. Ở tất cả mọi nơi, hỷ lạc được đoạn tận, khối tối tăm mù ám đã bị làm tan nát. Hỡi này kẻ ác ma, ngươi hãy biết như vậy, ngươi chính là ác ma, ngươi đã bị bại trận,